Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với căn bếp của Tài. Và hôm nay là một ngày khá là đặc biệt của Tài, cho nên là Tài quyết định nấu một món ăn mà trước đây thì thực ra cũng đã nấu rồi, nhưng mà những món này thì chỉ nấu lúc nào mà mình có nhiều thời gian thôi. Và món ngày hôm nay Tài muốn nấu đó chính là món cá chim trắng hấp bia. Và những nguyên liệu mà Tài đã chuẩn bị sẵn trên bàn đây, đầu tiên thì đương nhiên là con cá chim trắng đó. Tài mua phải con cá chim trắng, con này là 0.5kg. Ngoài ra còn có nấm rơm, củ cải trắng, cà rốt. Những cái nguyên liệu phụ gia thì gồm có gừng nè, ớt nè, ngò gai, hành lá, sả. Cái này ngò rí lúc nãy là Tài mua thật ra là lúc nãy ở siêu thị là không có ngò gai, cho nên là Tài mua ngò rí để thay thế, nhưng mà bây giờ mình đã mua được ngò gai rồi, cho nên là ngò rí không cần thiết nữa, mình cất giữ lại. Rồi, và cuối cùng đó chính là một lon bia. Này, một lon như vậy là Tài nghĩ đã đủ để mà hấp cái con cá này rồi. Và ok, bây giờ thì mọi nguyên liệu đã sẵn sàng, và bước đầu tiên đó chính là xem công thức nấu như thế nào, tại vì lâu quá rồi Tài không có nấu món này, cho nên là quên mất cách nấu rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem qua công thức nấu. Đầu tiên là sơ chế rau củ nè. Hành lá rửa sạch, cắt phần cọng và lá để riêng, cọng cắt khúc 3-4cm, lá cắt nhỏ, ngò gai, ớt rửa sạch cắt nhỏ, gừng gọt vỏ cắt sợi. Ok, bắt đầu làm thôi. Hành lá rửa sạch, làm lá trước nha. Cái này người ta đã sơ chế sẵn cho mình rồi nè, người ta đã làm sạch sẵn rồi, bây giờ Tài nghĩ là mình chỉ cần rửa sạch qua một cái nữa và mình cắt ra là xong. Ngò gai, gừng, ớt. Cái này sơ chế nhanh thôi, 30 giây. Cái nhánh ngò gai này bự quá, này chắc cần một nhánh là đủ rồi. Cắt bỏ phần đuôi đi, bỏ phần cuốn này, rồi cắt khúc nó ra trước. Xong phần ngò gai ha, cái này cũng cắt lá ra riêng nè, gốc ra riêng. Rồi mình tạm thời để đây đã. Rồi này tạm là chỉ cần một nhát trên này là đủ rồi. Tài không có thích quá nhiều mùi gừng ở trong món này. Nếu mà chút nào thấy ít mình sẽ lấy thêm. Rồi mình cắt sơ cho sạch vậy thôi, cũng không cần kỹ lắm. Các bạn thông cảm nha, tính Tài trước giờ cũng hơi xì xòa quen rồi. Trước giờ hầu như là Tài nấu Tài tự ăn không à. Khi mà Tài kỹ là khi mà mình phải mời bạn bè hoặc là gia đình tới, hoặc mình nấu một cái món gì đó, thì lúc đó Tài mới quan tâm tới những cái việc như là trang trí, hoặc là bố trí các món ăn, hoặc là các gia vị, hoặc là các rau củ ăn kèm. Một mình Tài thì thường Tài sẽ nhắm vào một cái món chính và làm nhanh nhất có thể, sau đó là sẽ rất là nóng lòng để mà thưởng thức món đó. Rồi gần xong thì bây giờ tới phần cắt. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nhỏ phần lá của hành. Phần gốc của hành thì mình sẽ cắt khúc. Món cá chim trắng hấp bia này thì mình cũng đánh giá là một món khá là dễ nấu, nguyên liệu thì cũng đơn giản, và đặc biệt là nó cũng khá là ít dầu mỡ. Thực ra trong lần này mình nấu món cá chim trắng này chủ yếu là mình ăn để mình thay đổi khẩu vị, tại vì hàng ngày cứ phải ăn đi ăn lại cái món cũ rồi thì ngán quá, thì thỉnh thoảng nếu mà có ngày nghỉ thì Tài sẽ nấu một cái món nào đó là lạ vị một chút để ăn, để mà mình có thêm động lực để mà bước qua những cái ngày bận rộn mình lại ăn tiếp cái món kia. Nhưng mà dù sao đi nữa thì món này cũng khá là healthy, nó cũng không có
quá nhiều dầu mỡ cũng không là, cũng không phải là có quá nhiều dầu. Đây phần gốc của hành mình cắt khúc rồi, mình chuyển qua bên phần gai này mình cắt nhỏ nha. Tiêu chí của mình là nấu ngon là được, còn đẹp thì từ từ tính, làm nhiều nó sẽ đẹp. Rồi xong phần gần này, ok, ớt. Ớt này mình cắt nhỏ luôn. Ok. Sả này các bạn có thể mua sả đã băm sẵn à, tại vì lúc nãy Tài không có kiếm được sả băm sẵn cho nên là Tài mua nguyên một cây sả và về sẽ phải tự làm. Tài sẽ làm hết chừng này sả luôn, tại vì tài thích mùi sả cho nên là ở đây thật ra cũng có 4 củ à, thì tài nghĩ cũng vừa rồi, cũng không có nhiều lắm. Mình cắt gốc và tước bỏ bớt cái lá ngoài bị già đi, rồi sau đó mình sẽ tiến hành băm. Xóa một chút. Rồi. Rồi tiếp theo là sẽ bỏ xả vô cối và giã sơ để cho nó nát thêm một chút nữa. Thay vì băm thì khi mà Tài băm thì nó sẽ hay bị văng ra ngoài, cho nên là Tài sẽ dùng cối để giã nó một chút để cho nó đủ nát. Rồi, ok. Rồi, xong phần sơ chế xả, mình để qua bên xả băm nè, hành lá, ớt, bò gai, rồi mình trộn chung các thứ này với nhau đều lên. Rồi. Để sơ qua. Sau đó đến cọc vỏ. Cắt phần nhỏ. Cà rốt và củ cải thì các bạn nếu mà các bạn xiên thì các bạn có thể cắt thành hình bông hoa cho nó đẹp. Còn Tài nghĩ là Tài không đủ khéo tay cho nên là không phải là không đủ khéo tay mà không đủ xiên. Cho nên là thôi kệ, mình có dạng nấy nha. Rồi. Mình bắt đầu làm cá thôi.
cái này người ta đã làm ruột và cắt mang cho mình rồi, cho nên Tài chỉ rửa sạch và đánh sơ qua cái vảy bụng lên hết nữa thôi là xong rồi. Móc cái màng đen ở trong bụng cá này. Cá này thì cơ bản là người ta đã làm sạch cho Tài rồi, Tài chỉ làm kỹ hơn một chút xíu nữa thôi. Còn những cái phần đen như vậy thì mình móc ra nè, trong cá nó sạch. Con cá này theo như Tài quan sát thấy thì nó cũng khá là sạch rồi. Tài chỉ đánh sơ qua để cho mình ăn cho nó không bị nhám thôi. Chứ còn cơ bản thì Tài nó thấy nó sạch rồi. Rồi, chắc sơ sơ như vậy thôi là được rồi. À, quên nữa, còn phải rửa nước muối nữa chứ. Rồi, tiếp tục chà cho cá nó sạch. Sau đó mình rửa lại với nước. Cả mặt trong, mặt ngoài luôn. Giống kỳ lân quá à. Bây giờ là nước cá này. À, được cá với gừng và một củ cà phê muối. Ta sẽ dùng tay để thoa cho nó đều. Rồi, bỏ gừng vô. Ta sẽ bỏ gừng vô một cá. Mình sẽ ướp cá trong vòng 15 phút nha các bạn. Trong thời gian đó Tài sẽ tiến hành đổ bia vào nồi. Bỏ sừng hấp lên. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái hỗn hợp hành, ngò gai, ớt và sả này. Mình sẽ bỏ một lớp dưới sừng hấp. Mục đích là để cho nó thơm đều mặt cá. Và thứ hai nữa là nó không, cái cá khi mà mình hấp á thì nó sẽ không có bị dính vào sừng. Cá lên đây. Đó. Mình sẽ bỏ luôn cái hỗn hợp này vào cá luôn. Chút nữa. Rồi, nấm rơm này mình sẽ rửa sạch. Sau đó coi thử có những cuốn già mình cắt bỏ đi. Như vậy là ta đã sơ chế xong nấm rơm. Cho hành tỏi, nấm rơm, cà rốt, củ cải trắng và gừng vào nồi cùng với cá. Cứ lại đều mà thôi. Cà rốt. Rốt, cải trắng. Nhìn xum xuê quá ha. Nhìn cũng hấp dẫn đó. Cuối cùng là nấm rơm. Đầy quá.
rồi, còn nhiều đây hành mình cứ rắc đều lên thôi. Để đều nó ra cho nó thơm. Đổ thêm một lon bia vào cá luôn. Bây giờ mình sẽ bật bếp và để lửa lớn cho cái cho nồi nước này sôi thật là nhanh. Sau đó mình sẽ để nhỏ lửa lại và đun trong vòng 15 phút. Rồi, bây giờ mình chờ nó sôi xong rồi mình nhỏ lửa lại và chờ là được rồi. A few moments later. Wow. Món này là món đẹp nhất mình từng làm luôn á thì. Cũng thơm chứ bộ. Để thêm tầm 10 phút nữa. Ngửi rất là nồng mùi bia. Và bên cạnh đó thì còn có mùi giả và mùi ngò gai, mùi hành nữa. Nó có một cái mùi rất là nồng luôn á. À, chờ thêm 10 phút nữa được ăn rồi. Trong khi chờ cá chín thì Tài sẽ tranh thủ làm chén mắm gừng để chấm cá còn gừng chín rồi các bạn. Nhìn biến thái quá. Rồi, như vậy là tổng thời gian mà Tài hấp cá đã được 25 phút. Tài nghĩ là trên mạng người ta hướng dẫn là chỉ cần hấp trong vòng 10 phút thôi. Nhưng mà Tài nghĩ cái đó còn phụ thuộc vào con cá lớn cỡ nào, rồi nồi của mình hấp như thế nào nữa. Và bây giờ thì đã được 20 hoặc 25 phút gì đó rồi. Tài sẽ mở ra và kiểm tra một lần nữa. Tài nghĩ bây giờ nó cũng chín rồi. Rồi, bây giờ thì cá đã chín. Cái này mới là giai đoạn khó nè. Bây giờ làm sao mình gắp ra những cái đây thôi hiện tại sẽ là với sự cẩn thận của mình, hết sức cẩn thận. Rồi, và đây chính là thành quả. Như vậy là món cá chiên trắng của Tài cơ bản đã hoàn thành. Với món cá chiên trắng này các bạn có thể cuốn với lại bánh tráng, đậu sống hoặc là ăn với cơm, tùy sở thích của mỗi người. Và bây giờ thì Tài sẽ tiến hành nếm thử cá chiên và cũng như là các loại rau củ mà Tài đã hấp cùng. Cho các bạn review cho các bạn xem thử là món cá chiên trắng này có thành công hay không. Về mặt thẩm mỹ thì Tài đánh giá là đây là món mà chắc là trước giờ Tài làm là thành công nhất về mặt thẩm mỹ rồi. Còn về độ ngon á, thì mình ăn thử mới biết được. Chết chai chưa chín. Được rồi.
chứ không gần thì ăn thêm miếng cà rốt nè, ăn thêm miếng nấm nữa, ăn thêm miếng củ cải nè. Nói chung á, về phần cá chim á thì rất là xuất sắc, tại vì là vừa chín tới. Còn cà rốt thì Tài nghĩ thứ nhất á, là lần sau mình sẽ phải rút kinh nghiệm là mình cắt cái miếng nó bự hơn chút. Cái miếng này hơi mỏng cho nên là khi mà mình hấp tới 20-25 phút á, thì nó bị hơi nục, nó hơi rụt. Và kể cả từ quả cán này cũng được, lần sau mình sẽ phải rút kinh nghiệm mình cắt nó dài hơn một chút. Nấm rơm thì vừa, nhưng mà cơ bản là món cá này rất là ngon, tuyệt vời, hơn món cá thu lần trước rất là nhiều các bạn. Cái da cá chim nè, ăn nó có bộ béo ở bên ngoài, và thịt cá thì rất là nạc, vừa chín tới nữa. Các bạn thấy nè, cái hớ cá nó còn độ ẩm, ăn vào miệng rất là sướng các bạn, rất là ngon. Hòa quyện với lại mùi xả, mùi ngò và mùi hành nữa, có độ nồng của mùi bia nữa. Tài rất là thích cái hương vị này. Tài nghĩ đây là sẽ là món tủ của Tài. Lần sau nếu mà có khách cứ tới nhà, Tài sẽ mời món này. Vừa đơn giản, vừa vì cái nấu rất là ngon và lại vừa theo thịnh, chắc chắn là các vị khách sẽ rất là bất ngờ về cái tài nấu nướng của mình. Ok, như vậy là món cá chim trắng một Tài với đây là hoàn thành. Thật sự rất là ngon, và hy vọng là các bạn sẽ thích video này của Tài. Và các bạn có muốn thử thách Tài làm thêm món nào trong tương lai nữa thì các bạn hãy comment lại bên dưới, và Tài sẽ cố gắng, Tài sẽ làm món đó. Còn thành công hay không thì làm xong video mới biết được. Ok, như vậy thôi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hẹn tiếp.